Giờ ai chứ ai? Là Tấn Thế chạy cái hai thì Võ Hữu Vui. Kia là áo cam là Giang chạy cái Honda 13. Bay nữa đó. Tấm thế thấy nó chạy sát mé luôn, thấy ghê quá. Tê quá. Giàu lắm, cái vỏ nhẹ mà anh để máy xuống là nó tấp vô phần. Đây là Toán chạy cái máy nhỏ. Là cano 4m9 đấu với máy đồng, đấu với vỏ 5m4. Tiền bên đây chạy, bên kia là Út Tấn. Có lại sóng không nhiều nhưng mà lại cái vỏ nhỏ. Vỏ nhỏ nó hứng cái ngọn sóng của cái tàu anh là nó bay à. Tàu mình bự mà. Tạt luôn á, là gốc. Đây là số á nha, đó là nhân. Hôm nay là ông bán cây giống. Bây giờ cái lượt chở ra là Út Toán chạy cái xuồng cano 4m9, máy ghen xích 7 đồng. Bên trong là Tiền chạy cái vỏ Hữu Vui 5m4. Hai chiếc đồng nhau. Chỉ là cái vỏ 5m4 chạy không lợi nha. Tại vì cái vỏ 5m4 đó cũng của Hiếu Toàn. Và cái xuồng cano 4m9 cũng của Hiếu Toàn. Mà thấy cái vỏ này nè của anh Tiền mà chạy không lợi, cho nên Toán nó không có chiếc. Xuồng cano nó không có chiếc. Đây, lượt về bắt đầu. Lượt về của Giang Giang đang chạy phía bên sông. Cái Honda 13. Đây là Tấn Thế. Theo tình hình ngang đây á, thì thấy là Giang nó đương chạy trước cái máy hay thì Giang là chạy cái Honda 13 chạy trước. Nhưng mà khi qua khỏi cái lùm đó thì tôi thấy cái máy hay thì của Tấn Thế là muốn lướt lên á. Muốn chạy lướt lên á. Rồi muốn biết kết quả ai thắng thua để chút xíu hỏi một cái. Ghe bên ngoài chạy ồn quá cho nên chưa có hỏi được ai thắng thua.
sao rồi? Sao rồi, hai cái nào hơn? Cái nào hơn? Chạy lợi cái máy của chú Thế không? Vậy là cái hai thì không lợi cái Honda 13 đó bà nha. Honda 13 Green. Rồi nha, chào các bạn nha.